Xin được mến chào quý anh chị và các bạn. Rất là vui khi được gặp lại quý anh chị và các bạn trong video của ngày hôm nay. Trong cái video ngày hôm nay thì em xin phép được dẫn quý anh chị và các bạn tiếp tục thăm lại Sài Gòn. Và ngày hôm nay thì như trước mắt quý anh chị cũng đang thấy thì em đang ở trong một cái con đường nhỏ của cái con đường Huỳnh Văn Bánh. Đấy thì ngày hôm nay em cũng muốn review lại cho quý anh chị và các bạn những cái không khí của buổi tối Sài Gòn. Sài Gòn khi vào đêm thì như trước mắt quý anh chị và các bạn đây đang thấy thì đây chính là chợ Trần Hữu Trang tại quận Phú Nhuận. Thì thật sự là buổi tối thì như quý anh chị cũng đang thấy, người dân, tất cả mọi người thì lao động cực khổ. Và đặc biệt nhất ấy, thì là ở chính tại cái nơi này, khu chợ quận Phú Nhuận này thì cũng không có phải là ngoài vùng ven lắm. Nhưng mà thực sự là đến cái thời điểm ngày hôm nay ấy, thì như quý chị cũng đang thấy thì buổi tối khu chợ cũng nhìn cũng rất là buồn. Thì ban ngày ở khu chợ như thế này thì cũng không có mấy làm đông đúc đâu. Đấy. Và quý anh chị nhìn thì cũng thấy rồi. Đã, như những các cái thời điểm ngày trước ấy thì ở ngay tại đây buổi tối sẽ đông đúc các quán ăn, tấp nập quán ăn. Nhưng mà hiện tại bây giờ ấy, thì sau khi mà cái tình hình mà dịch bắt đầu là dịch bùng phát ấy, thì cái chợ Trần Hữu Trang như thế này bắt đầu là trở nên vắng hơn. Buổi tối thì cũng chỉ lèo tèo vài cái hàng quán nhỏ như thế này thôi. Thì như trước mắt quý anh chị và các bạn nhìn thì cũng thấy, em cũng xin phép được dẫn quý anh chị và các bạn đi một vòng quanh chợ. Để ngày hôm nay thì chúng ta cũng nhìn lại, biết đâu thì sẽ có những cô chú và các anh chị nào cũng ngày xưa cũng ở gần đây hoặc là ở gần khu này. Thì khi mà chúng ta nhìn lại những các cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ nhớ lại cái kỷ niệm về ngày xưa. Và thật sự một điều rằng là nó chợ búa, nhìn nó những các cái khu chợ truyền thống như thế này tới thời điểm bây giờ thì thật sự là cũng buồn lắm thưa quý anh chị ơi. Vắng là một chuyện rồi, nhưng mà nó hôi thối quá. Thật sự là đi qua đây thì ô nhiễm, rất chi là ô nhiễm. Thì cái điều này thì cũng khó mà tránh cho được những các cái vấn đề này được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta chú ý nhiều hơn thì thật sự là bởi vì là khi mà bây giờ tất cả các cái sàn thương mại điện tử cũng đã phát triển, thì đến hiện tại như bây giờ ở Sài Gòn, ở nhà cũng có thể book Grab để mua rau, mua thịt, cá, vân vân và vân vân. Nhiều người có thể đi chợ được ngay trên app luôn, cũng không cần phải đi ra ngoài đường nữa. Rồi là có thể là đi ra ngoài thì siêu thị. Đấy, như trước mắt của chúng ta đang thấy đây chính là cái siêu thị Bách Hóa Xanh, một trong những các cái chuỗi siêu thị lớn của Sài Gòn. Đấy, thì chúng ta cũng đều thấy. Và đến thời điểm hiện tại như bây giờ ấy thì ở tại Sài Gòn đã phát triển rất là nhiều những các cái loại hình về siêu thị như thế. Và giá cả trong đó thì thật sự là rất là phải chăng, khiến cho những tiểu thương bây giờ họ lao động và họ buôn bán ở những các cái chợ truyền thống trở nên là ế ẩm hơn. Dĩ nhiên là không có thể nào mà ế ẩm hoàn toàn được. Ban ngày thì vẫn có những lượng khách, người dân vẫn chủ yếu là đi ra chợ này để mua buôn bán. Thì đấy, như quý anh chị cũng thấy. Còn buổi tối thì thật sự là rất là vắng vẻ. Hiện tại thời điểm như bây giờ thì em đang quay video này thì
cũng chỉ mới khoảng chừng là 8 giờ tối. Đấy thì buổi tối như thế này mọi thứ trở nên là vắng vẻ hơn. Trong những các cái con hẻm nhỏ như thế này, người dân thì qua lại cũng ít so với cả những các cái thời điểm mà trước khi mà dịch. Thì ở nơi này là quán nhậu này, quán nhậu này, quán ốc, ốc vỉa hè vân vân, rất là nhiều. Và đây là cái khu chợ mà em cũng thi thoảng lui tới đây để ăn uống. Cho nên là khi mà buổi tối em tới đây thì thật sự là rất là giật mình. Đấy, và mọi người thì ngày hôm nay thì cũng xin phép được gửi tới cho quý chị và các bạn những các hình ảnh mới nhất. Hy vọng là tất cả mọi người cũng sẽ có được những các cái giây phút mà nhìn ngắm lại được Sài Gòn. Và tiếp theo thì trong chính video này thì em cũng xin phép được dẫn quý anh chị và các bạn đi tiếp. Ở đây chính là cái con đường Hoàng Sa với con đường Trần Quang Diệu, ngay khúc cầu Trần Quang Diệu quận 3 này quý anh chị. Đấy thì từ chợ Trần Hữu Trang thì đi ra đây được một khúc. Đó. Vì cái lý do là máy có trục trặc một xíu nên thành ra là một cái khúc đấy thì em cũng đã không có quay cho chúng ta. Thì tiếp theo cũng xin phép được dẫn quý anh chị và các bạn đi sang phía bên quận 3 để chúng ta cùng thấy. Đây là phía cái con đường Trần Văn Đang này, Trần Văn Đang đấy, con đường rất là nhỏ này. Con đường nhỏ này là con đường tắt mà em thường xuyên đi lại ở đây. Em thì em rất thích là đi tắt. Đấy, đi xe máy thì đi tắt thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, cũng như là tránh được cái tình trạng mà kẹt xe nhiều hơn là những các con đường lớn. Đấy, thì ở khu vực như thế này, đi hết con đường Trần Văn Đang này thì sẽ đi ra với ga Sài Gòn. Tối hôm nay thì Sài Gòn về đêm thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng nhìn thấy được những các cái hình ảnh mới trước mắt của chúng ta. Đây chính là ga Sài Gòn. Thì Sài Gòn về đêm thời điểm này thì cũng không được mấy làm đông vui được như trước nữa. Đấy, người qua lại cũng thưa dần. Một phần thì cũng do là đại dịch Covid vừa qua thì rất là nhiều những các cái doanh nghiệp lớn cũng như là nhỏ phá sản, và tạo nên những các cái làn sóng phá sản sang nhượng lại mặt bằng ở rất là nhiều nơi, quận khắp các quận ở trên thành phố của chúng ta. Đấy thì nó tạo ra những các cái sự mà mất việc. Nhiều người cũng bỏ thành phố về quê. Đấy, trên cái con đường này thì đây chúng ta đi hết con đường này ra, chúng ta sẽ ra tới chỗ ngã 6 Dân Chủ. Đấy thì ở ngay tại cái đường con đường này thì em cũng thi thoảng cũng đi qua đây và cũng có làm những các cái video để gửi tới cho quý chị và các bạn những các hình ảnh ở tại đây. Thì ở đây thường là thấy như quý chị đã thấy thì bán những các cái đồ gia dụng, chén đĩa vân vân và vân vân. Đấy, những các cái đồ này thì ở đây là bán rất là nhiều. Đấy, Sài Gòn là rất là nhiều. Có lẽ nhiều như ví dụ như quý anh chị Việt Kiều thì đi xa rồi, cũng chắc không quan tâm đến cái vấn đề này lắm đâu. Nhưng mà cũng sẵn tiện đi qua đây thì cũng xin phép được nói qua cho quý anh chị. Chắc chắn là nhiều quý anh chị là chắc chắn là phải biết được những các cái vấn đề này rồi. Nhưng mà đi qua đây thì cũng xin phép gửi tới những hình ảnh của cái ngày hôm nay dành cho quý anh chị và các bạn. Đấy, trước mắt kia thì chúng ta đã tới ngã 6 Dân Chủ. Và ngã 6 Dân Chủ của ngày hôm nay thì vào cái thời điểm tới ấy, thì theo như em được biết vào thời điểm tới sẽ có các cái dự án
về làm một cái cầu vượt ở đây, cầu vượt ngay chỗ Bùng Binh Dân Chủ này, để giảm thiểu cái tình trạng mà ùn tắc giao thông ở ngay tại đây. Đấy, thì có thể nói là những các giờ cao điểm thì ở ngay tại Bùng Binh Dân Chủ này là kẹt cứng luôn. Người đi qua lại ở đây là một cái lưu lượng xe đi qua lại đây rất là nhiều. Đấy, cho nên thành ra là ở đây là thường xuyên là kẹt. Đó, và theo như em được biết đấy thì thành phố cũng đã lên cái dự án, đã lên cái kế hoạch chứ, kế hoạch để xây dựng một cái cây cầu vượt ở đây. Và cũng hy vọng là trong cái tương lai tới thì chúng ta cũng sẽ có cái cây cầu vượt này, để giảm thiểu được cái tình trạng mà ùn tắc giao thông ở đây này. Đó, những xe rác để ở đây thực sự là cái mỹ quan thì nhìn nó cũng đã rất là xấu rồi. Và thậm chí là qua đây ấy thì nó rất là hôi thối. Hy vọng là trong tương lai tới thì thành phố của chúng ta cũng sẽ có những các cái phương án khác hơn. Chứ nếu mà tập kết mà rác ở những các cái vị trí kiểu này thì thực sự là rất là căng. Và trong cái nội dung chính của ngày hôm nay, video ngày hôm nay thì em muốn dẫn quý anh chị và các bạn tới, thứ nhất là tới khu chợ Trần Hữu Trang. Và cái vị trí thứ hai đây, trước mắt của chúng ta, đây chính là khu con đường ẩm thực, một cái khu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Đấy, khu phố này thì cũng mới được thành lập trong cái quãng thời gian gần đây. Và cũng đã có cái đề xuất là trở thành một cái khu phố đi bộ thôi. Nhưng mà từ cái ngày mà em được biết đến, thì đến hiện tại bây giờ thì như trước mắt quý anh chị đây đang thấy thì nó cũng tầm thường quá. Nhìn nó cũng vẫn bình thường, không có gì gọi là phố ẩm thực cả. Và bây giờ có lẽ là cái dự án để mà trở thành cái phố ẩm thực ở đây ấy, chắc là bể kèo rồi, chứ không có như là ở chỗ Hồ Thị Kỷ, chỗ khu phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ ấy thì chỗ đấy thực sự là rất là đông đúc. Và cũng sẽ có một thời gian tới thì em cũng sẽ có một video để review cho quý anh chị và các bạn ở cái khu vực đấy. Đấy thì có con đường Nguyễn Thượng Hiền đấy, cái thời điểm như bây giờ thì quý anh chị nhìn thấy thì so với cách đây khoảng chừng gần 10 năm, em cũng ở gần đây. Đấy, thì ngày hôm nay thì nhìn thì nó cũng vẫn cứ như thế thôi. Em cũng chẳng thấy có khác gì cả. Có chăng khác thì một vài hàng quán nó khác thôi, chứ còn về cơ bản thì nó vẫn thế. Và thậm chí là buổi tối thì em thấy là lại còn vắng hơn là so với ngày trước nữa. Đấy, em lại thấy nó như thế. Đây thì chính là đây, con đường này là chính con đường Nguyễn Đình Chiểu này quý anh chị. Và hiện tại thì đang ở phía quận 3. Ngày hôm nay thì muốn review và gửi tới những các cái hình ảnh mới của Sài Gòn. Quý chị nào thân thương, thương mến em thì cũng nhớ đăng ký kênh. Và nếu như muốn em review được về những các cái nơi nào ấy thì hãy cứ comment xuống bên phía dưới, thì chắc chắn là em sẽ làm video về nơi đó. Đấy chính là một cái điều chắc chắn. Thì thứ nhất là em, cái mục đích chính là em cũng muốn gửi tới những các hình ảnh hiện tại của kênh dành cho quý anh chị và các bạn. Còn cũng như là trong cái tương lai tới thì Sài Gòn sẽ có rất là nhiều những các cái sự thay đổi. Khi mà Sài Gòn thay đổi thì em cũng muốn là lưu giữ lại những hình ảnh của chúng ta, của Sài Gòn lưu lại để về sau này chúng ta sẽ vẫn còn nhớ được những cái hình ảnh đấy. Đây là chính là cái khu khúc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với Cao Thắng này. Đấy, ở cái phía này thì chúng ta sẽ quẹo ra cái con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cái khu vực đấy thì ngay chỗ đoạn bệnh viện Từ Dũ.
Bệnh viện Từ Dũ thì khu vực Cống Quỳnh. Đấy, khi mà tới đây thì chúng ta nhìn thấy hai bên đường ở cái thời điểm như thế này. Nếu như mà với cái quãng thời gian mà từ 8 giờ cho tới 9 giờ ấy, thì với cách đây trước khi mà dịch ấy, con đường như thế này thật sự rất là đông đúc. Đấy, mọi người chen chúc nhau. Và những các cái hàng quán, ví dụ như là những các cái shop quần áo là ở đây cũng có, và thậm chí là những các cái quán ăn. Nhưng mà cho tới cái thời điểm bây giờ thì gần như là không còn nữa. Gần như là em không có còn thấy được những các cái hình ảnh này nữa. Thì thấy nó bây giờ cứ tới cái tầm này rồi bắt đầu là rất là nhiều hàng quán là bắt đầu là đóng cửa nghỉ, họ nghỉ sớm. Rồi là thậm chí là nhiều các cái mặt bằng mà đã vài năm trời luôn không có ai thuê để kinh doanh cả. Thì trên kênh của em cũng đã review rất là nhiều về những các cái video đấy rồi. Em đã review rất chi là nhiều. Thì quý anh chị nào mà chưa có coi thì hãy vào trong kênh của em để coi lại những các hình ảnh đấy nhé. Kênh của em thì em chắc chắn là em sẽ gửi tới những các hình ảnh về Sài Gòn dành cho tất cả quý chị và các bạn về khắp nơi ở Sài Gòn, chủ yếu là sẽ ở Sài Gòn. Và thực trạng ở trong cái thời điểm bây giờ thì cái nền kinh tế của Sài Gòn nó cũng đã đi xuống trầm trọng rất là nhiều. Và nếu như mà chúng ta cứ nhìn vào những cái niềm vui thì cũng rất là khó. Nên thành ra là có cái điều gì thì em phải review thực tế những các cái điều đấy nhất dành cho quý chị và các bạn. Đây là Bùng Binh này. Bùng Binh chỗ này thì Bùng Binh Nguyễn Văn Cừ. Phía bên tay phải là con đường Lý Thái Tổ, quận 3. Đấy, ở đây thì như trước mắt quý anh chị cũng đã thấy đấy. Đấy, đến đây một phát thì cũng tương đối là nhiều xe rồi. Và video của em tới đây thì cũng đã tương đối là dài. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi được đến hết video. Và kính chúc quý chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý chị và các bạn trong những video tiếp theo. Ai mới tới kênh của em thì hãy bấm theo dõi và bấm dấu chuông để không có bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn.